buổi sáng chồng mình thì thường đi chợ, nhưng hôm nay cũng như vậy luôn, có điều chở mình đi theo. Chợ hai vợ chồng mình đang đi là chợ Cẩm Sình, mà để ý hôm nay mình thấy cá khôi bán nhiều lắm luôn á. Như hôm nào mà thấy ở chợ bán cá gì nhiều là mình sẽ ăn cá đó đúng không? Vì ngày đó cá rất là rẻ và tươi nữa. Còn chồng mình thì thích ăn ngược lại như vậy đó. Đi hết một vòng, thấy cô nào mà bán 2-3 con là bắt đầu thích mua hơn. Đó, ổng ghé tới chỗ này. Mấy con lưỡi trâu nhiều? Mua mấy con cá lưỡi trâu. Nhóm này thì nó có 2 con cá rảnh, sẵn mua luôn rồi về kho keo. Mấy con này thì chỉ nói 30.000, rồi ăn có đủ đâu. Rồi ổng chạy qua đây, ổng mua thêm mấy con cá lưỡi trâu nữa. Mấy con này thì 20.000. Thấy 2 con cá này nhìn nó ngon quá nên cũng hỏi luôn. Bán ngay 20 à, 50. Cuối cùng mua 2 con cá bự đó 40.000. Rồi chạy qua chợ lớn mua thêm 1 con cá mú này nữa. Con này thì mình mua 60.000. Chỉ nói hôm nay câu lên được có 3 con à. Bà liền nhiêu? 70. Dữ bà. Đó, thường ngày chồng mình đi chợ riết trả giá quen luôn. Mà mấy chị ở đây thì quá quen với chồng mình rồi nên mua cũng chập chập vậy đó. Nhớ những ngày đầu mà ông đi chợ hỏi giá mà thấy giá cao quá, thế là đi luôn. Rồi xong mấy chị ở đó chửi ông quá chừng, hỏi mà không chịu mua. Nên bây giờ rút kinh nghiệm rồi, phải trả giá nha. Không thì mình đi luôn, mấy chị chửi kệ mấy chị. Tổng 2 tô cá này mình mua 150.000. Rồi nên mình sẽ nấu 2 món. Một tô là dùng để chiên và một tô là dùng để kho keo. Mà kho keo thì phải có một miếng mỡ hoặc là một miếng ba rọi. Đó, cái con cá mú này là 70.000 nè. Tô này thì mình ướp muối ớt để chiên nhen. Trong khi mình chờ cá thấm thì mình thắng mỡ trước nha, để kho cá. Mấy bạn nhìn con cá lưỡi trâu với lại con cá rảnh, hai con cái màu nó giống nhau ghê ha. Nhưng con cá rảnh thì nó bành hơn, còn con cá lưỡi trâu thì nó dài hơn. Cách kho cá này là từ mẹ chỉ mình lại, mình thấy ăn rất là ngon. Nửa muỗng bột ngọt, 3 muỗng đường, 3 muỗng nước mắm. Vì nước mắm nguyên chất nó mặn nên mình cho tỷ lệ đường nó bằng nhau luôn. Thịt mỡ lúc này mình cũng đã thắng xong rồi. Giờ mình vớt ra để cái phần nước mỡ này lại. Vừa có mỡ vừa có thịt, ăn như vậy nó sẽ ngon hơn. Cho một muỗng đường để làm nước màu kho cá cho nó đẹp. Một xíu tỏi và đầu hành nhảy mùi cho thơm. Giờ bây giờ mình sẽ cho cá vào mình tao sơ. Lúc nãy mình có cho đường và nước mắm nhiều nên nó ra được nhiều nước lắm. Kho keo ăn rất là ngon nên không cần cho nước vào nữa nha. Mấy bạn giống mình không, chứ mình ăn cá kho keo là mình thích bỏ tiêu nhiều. Giờ mình cho hành cho mỡ vào luôn. Bạn nào mà thích ăn cay hơn nữa thì cứ cho ớt vào nha. Bây giờ mình sẽ dặn lửa nhỏ lại, và trong khi chờ cá kho keo lại thì mình sẽ chiên cá luôn nha. Cá mà mấy bạn sợ chiên nát, nhắm mặt kia mà nó gần vàng thì mình sẽ chở lại luôn nha. Đừng chở nhiều là con cá nó sẽ bị nát. Cá kho keo này thì mình ăn với dưa hấu, với lại đậu bắp nhen. Còn không thì mấy bạn ăn với cháo cũng ngon nữa. Lúc mở cái nắp xô này ra là mình quá đói bụng lắm luôn rồi đó. Cá kho keo này mình ăn với một miếng thịt ba rọi là ngon hết sảy. Con cá lưỡi trâu này mấy bạn nên để ra lại ăn, rất là ngon vì nó rất là béo.